chiếc kính Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện. Chiếc kính này được Kỳ Lân chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối AU750 và có đính những viên kim cương hột sòn thiên nhiên tuyển chọn trên phần rộng trên sống mũi và đính full kim cương hai bên chỗ phần chữ L hai bên kính. Phần vàng trên gọng kính này đều là vàng nguyên khối AU750 với công nghệ nén vàng nguyên khối không bọt không xốp, tạo ra sản phẩm cao cấp luxury với chuẩn hội ngoại, tạo ra sản phẩm vàng nguyên khối AU750 ánh bóng và sáng đẹp sang. Bên này được thiết kế rất là hay, tạo sự lấp lánh chiếu, mặc dù không phải là kim cương nhưng mà khi mình đeo mình di chuyển bắt ánh sáng trong điều kiện ánh sáng khác nhau sẽ tạo sự lấp lánh khác nhau cho chiếc kính này. Tùy vào mắt của quý khách như thế nào thì Kỳ Lân sẽ cắt kính theo cái độ mắt của quý khách, nhưng Kỳ Lân cắt kính tiêu chuẩn cao cấp nhất. Và hai cái màu trồng kính mà Kỳ Lân thích nhất đó chính là trong suốt nhưng mà khi mình ra ánh sáng ra nắng thì sẽ đổi màu sấm khói, hoặc là nó sẽ đổi qua màu trà, thì hai cái màu là Kỳ Lân thích nhất. Rất nhiều video Kỳ Lân đã review rồi, quý khách có thể coi lại những video ở kênh của Kỳ Lân nhé. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp tiền lương nào mà quý khách yêu cầu. Một lần nữa Kỳ Lân thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.